Xin chào các bạn, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái bí quyết trong đầu tư bất động sản. Có một cái câu hỏi cũng rất là thú vị là làm thế nào để cái việc đầu tư bất động sản nó có hiệu quả. Thì có một cái câu trả lời trong nhiều câu trả lời mà bạn cần phải nắm được, nó có tên là một cái khái niệm có nghĩa là phân bổ đầu tư. Thế thì bạn sẽ hay gặp một cái sai lầm kiểu như này. Một người mới khởi sự có vài trăm triệu đồng ở trong túi hoặc vài tỷ đồng ở trong túi, thế thì được giới thiệu một cái cơ hội đầu tư một cái miếng đất ở một cái nơi xa, và người này mang toàn bộ số tiền của mình có mua, ví dụ như 500 triệu hoặc 2 tỷ đồng hoặc 5 tỷ đồng, toàn bộ cái số tiền của mình có mua cái miếng đất ở xa đó, và điều đáng tiếc duy nhất là cái miếng đất đó không tăng giá ngay, và người đó chờ 1 năm, 2 năm, 3 năm trôi qua đến bây giờ là hơn 3 năm rồi và cũng không có cái dấu hiệu gì của cái việc tăng giá cả. Đấy, thì đấy cũng là một cái sai lầm rất là hay gặp. Cái sai lầm thứ hai hoặc là cái khả năng tình huống thứ hai cũng hay gặp là một người người này có một cái khoản tiền vài trăm triệu đồng, 1, 2, 3 tỷ đồng hay là 10, 20, 50 tỷ đồng, họ liên tục cứ mua bán nhà ở trong trung tâm, họ kinh doanh hoặc là họ có một cái doanh nghiệp, họ mỗi năm họ kiếm trung bình 10-20% trên vốn của họ, và họ nhận thấy là 5 năm trôi qua thì họ không thành công và giàu có bằng một cái người anh ta đi mua một cái miếng đất diện tích rất là lớn ở xa, và sau khoảng 5 năm cái số tiền ban đầu anh ta mua ngày xưa chỉ có 1 tỷ thôi, bây giờ nó tăng lên thành 15 tỷ rồi, và họ cảm thấy rất là tiếc không biết những cái cơ hội như vậy để họ đầu tư. Thì 5 năm nhìn lại họ bắt đầu mới nhận ra là biết thế ngày xưa tôi nên tiến hành cái hoạt động đầu tư này. Đấy. Thì cái bài học mà bạn cần học ở đây, một cái khái niệm trong đầu tư và đôi khi nó sẽ giúp cho bạn đạt được những cái thành công lớn, nó được gọi là phân bổ đầu tư. Phân bổ đầu tư tức là như thế nào? Cách thứ nhất, bạn có thể phân bổ đầu tư theo ngắn, trung hạn và dài hạn. Tức là có những hoạt động đầu tư bạn xếp nó vào ngắn hạn, có những hoạt động đầu tư bạn xếp vào trung hạn, có những hoạt động đầu tư bạn xếp vào dài hạn. Tôi ví dụ, một người họ có 10 đồng và họ mua, họ để dành 5 đồng, họ đầu tư bất động sản hay họ làm doanh nghiệp trong trung tâm, mỗi tháng họ đều đặn kiếm được nửa đồng hay 1 đồng. Thì cái đấy được gọi là kinh doanh ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn. Họ mua một cái tài sản, một cái mặt đường, có thể là một cái nhà mặt phố, và cái tài sản đấy nó vẫn là vì nó đang ở một khu vực phát triển mà nó tăng giá đều, và họ có kế hoạch là mua nó, giữ nó trong vòng khoảng 2-3 năm, khi nào mà đạt được 50% lợi nhuận thì họ bán. Thì cái hoạt động đầu tư đấy được gọi là trung hạn, tức là ví dụ có thể là nó tính là 1 năm hoặc 2 năm. Cái hoạt động đầu tư mà mua vào bán ra ngay hay kinh doanh hàng tháng có thể xếp vào là ngắn hạn. Và cái người này họ phân bổ ra 1 đồng, 2 đồng, họ đi mua một cái tài sản ở một nơi khá là xa. Tuy nhiên là cái diện tích của cái miếng này rất là lớn, và họ biết là có thể chờ lâu, 4 năm, 5 năm, 7 năm. Thế nhưng mà khi mà nó tăng giá, nó sẽ trở thành một cái khoản tiền rất lớn. 1 đồng có thể trở thành 10 đồng hoặc 20 đồng. Thì qua cái ví dụ vừa rồi thì cái người này được gọi là người phân bổ đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tức là họ có cái kế hoạch phân bổ tiền của mình vào các hoạt động khác nhau. Tôi ví dụ như ngắn hạn thì từng ngày đầu, trung hạn thì từng ngày đầu, và dài hạn thì từng ngày đầu. Với những trường hợp mà bạn có quá ít tiền thì tôi khuyến khích bạn chỉ tập trung vào một loại thôi. Đấy. Tức là người ta hay có câu là bỏ trứng vào nhiều giỏ. Thì ở đây nhiều giỏ đây tôi có hiểu là ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Đấy. Nhưng với những trường hợp mà bạn chỉ có một quả trứng thôi hay là hai quả trứng thôi, thế thì bạn nên tập trung vào một giỏ thôi. Đấy. Một giỏ thôi. Cách phân bổ đầu tư số 1, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Thì ở cái tư duy này nhiều người đã mắc sai lầm. Tôi ví dụ như là họ đầu tư, ví dụ họ có 10 đồng, họ mang hết 10 đồng vào đầu tư dài hạn. Thế thì hàng tháng, hàng ngày họ không có tiền. Giống như ngày xưa khi mà tôi mới khởi nghiệp, tôi không có kinh nghiệm, tôi chỉ có vài trăm triệu đồng thôi. Tôi không được ai hướng dẫn về cái bài học này. Tôi đi mua một cái miếng đất ở rất là xa, nó ngốn hết toàn bộ số tiền mà tôi có. Và cái miếng đất đấy 3 năm liền nó không tăng giá gì cả.
Và như vậy là tôi không biết cái khái niệm ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Khi tôi có tiền ít, đáng nhẽ tôi phải tập trung vào những hoạt động ngắn hạn ra tiền ngay. Đấy. Thì tôi lại mang hết 500 triệu tôi đi mua miếng đất và tôi ngồi chơi 3 năm liền. Thì đấy được gọi là cái sai lầm. Vì tôi thiếu hiểu biết, tôi không được ai hướng dẫn, không được ai chỉ dẫn. Nếu bạn đang xem video này, có thể bạn đã tiết kiệm được khá nhiều thời gian thay vì mất tiền giống như tôi ngày xưa. Cái hình thức phân bổ thứ hai, đầu tư thứ hai mà cũng nhiều người hiện nay không biết, đó là chia làm 3 cái giỏ đầu tư. Giỏ đầu tư thứ nhất là an toàn, giỏ đầu tư thứ hai là tăng trưởng, và giỏ đầu tư thứ ba là mạo hiểm. Thế thì an toàn, tăng trưởng và mạo hiểm, tại sao lại phân bổ đầu tư như vậy? Đấy. Thì lý do như sau. Sai lầm của một số người là họ chỉ đầu tư tất cả tiền vào an toàn. Tôi ví dụ bạn chỉ gửi tiết kiệm, như vậy thì quá an toàn. Tuy nhiên bạn đôi không để ý là nếu gửi tiết kiệm thì đôi khi cái việc đồng tiền bị mất giá, cái việc lạm phát nó đã ngốn hết toàn bộ cái lãi suất của bạn rồi. Đấy lý do tại sao có những người khi người ta gửi tiết kiệm rồi, bạn có thể đọc trên báo, trên mạng ấy, những câu chuyện là 20 năm sau khi ra lấy cái sổ tiết kiệm thì cái đồng tiền ấy nó không còn nhiều giá trị nữa rồi. Đấy. Thì cái người mà gửi tiết kiệm toàn bộ tiền họ gửi tiết kiệm hết, họ không biết đầu tư bất động sản, không biết đầu tư chứng khoán, họ không biết đầu tư cổ phần doanh nghiệp, thì đôi khi cái người đấy lại là người thất bại. Đấy. Bởi vì họ đã dồn toàn bộ tiền vào một cái gì đó rất là an toàn mà họ không thể có thành công lớn được. Có thể là họ an toàn nhưng họ sẽ không có thành công lớn. Một số người khác cái sai lầm thứ hai có thể là bạn có 10 đồng hay 100 đồng và bạn dồn 100% tiền vào tất cả hoạt động đầu tư mạo hiểm. Tôi ví dụ bạn tham gia một cái thương vụ kinh doanh, bạn dồn tất cả tiền vào đó. Thế thì sau khi mất trắng tiền thì bạn bắt đầu mới đi làm để phục hồi lại, và bạn mất 3 năm để phục hồi lại. Đấy. Thì bởi vì cũng không ai dạy cho bạn về phân bổ đầu tư an toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Đấy. Thì có những người chỉ chơi an toàn và không bao giờ thành công lớn, và có những người sai lầm là dồn hết tiền vào cái hoạt động đầu tư nào đó hết sức mạo hiểm và họ mất trắng cái số tiền đó, và họ thấy là đầu tư quá rủi ro, đầu tư thật là mạo hiểm và đầu tư rủi ro quá. Sau cái lần đó họ mất nhiều năm để phục hồi lại số vốn của mình và họ không còn thiết tha gì cái hoạt động đầu tư nữa. Và như vậy ở cái tư duy thứ hai là tôi khuyến khích bạn mình phân bổ ra an toàn, tăng trưởng, mạo hiểm. Có thể với một số bạn thì cái tỷ lệ này nó sẽ khác nhau. Tôi ví dụ có người thì an toàn bạn đánh 5 đồng, tăng trưởng bạn đầu tư 3 đồng hay là 4 đồng, mạo hiểm bạn đầu tư 1 đồng hay là 2 đồng. Thế thì khi bạn phân bổ đầu tư như thế thì bạn học được bài học là nếu chỉ chơi an toàn sẽ không bao giờ thành công. Nếu chỉ chơi mạo hiểm đôi khi là bạn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người khác liên quan đến bạn, có thể là gia đình bạn, vợ con bạn, những người anh em thân thiết của bạn. Thì phân bổ đầu tư, và tôi nhắc lại một lần nữa là khi mà bạn có một cái khoản tiền thì bạn nên cơ cấu như vậy, nó không chỉ trong đầu tư mà ngay kể cả trong kinh doanh. Tôi ví dụ bạn có 10 đồng thì bạn có thể mang ra là 5 đồng để duy trì hoạt động kinh doanh, 5 đồng để bạn tiến hành vào hoạt động đầu tư. Kinh doanh đối với bạn là một cái hoạt động an toàn và tăng trưởng đều. Thế nhưng nếu không tiến hành một số hoạt động đầu tư đấy, thì bạn sẽ không có cái sự đột phá được. Tôi hy vọng là qua cái video này bạn nắm bắt được một số ý tưởng và bắt tay vào hành động. Tôi chúc bạn là gặp nhiều may mắn, gặt hái được những cái thành công và đột phá cho riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.